Xin chào khán giả của Rap Việt. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Linh Di chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đồng hành với một thí sinh nữ để đi đến vòng chung kết như lần này. Thực ra là cũng là một điều khá bất ngờ với bản thân mình. Linh Di nghĩ ở Kelly là cái sự nỗ lực không ngừng và Kelly dành rất là nhiều thời gian để tập luyện cho cái màn trình diễn của mình. Nó là ngày đêm từ sáng đến tối liên tục. Đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Ở trên mặt bằng chung các bạn thí sinh tham gia đều có những cái kỹ năng rất là tốt thì và những cái thí sinh năm nay cũng có nhiều kinh nghiệm hơn rất là nhiều và tất cả những cái thứ đó đều áp lại tới cái vòng chung kết nó sẽ rất là căng thẳng. Xin mọi người hãy chờ đón đêm chung kết của Rap Việt và mọi người hãy ủng hộ cho thí sinh của đội Binzy cũng như đội các huấn luyện viên khác. Bình chọn duy nhất trên ứng dụng Vion. Bình chọn đây quán quân Rap Việt để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Một giấy đặc biệt gồm một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, một tai nghe Galaxy Buds 2 và nhiều giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị 200 triệu đồng và ví điện tử ZaloPay cùng quà tặng áo phụ kiện V-Shop. Một giải nhất 10 triệu đồng, 5 giải nhì mỗi giải 2 triệu đồng, 10 giải ba mỗi giải 1 triệu đồng và 17.000 giải khuyến khích. Hãy bình chọn bằng cách tải ứng dụng Vion, nhấn vào nút bình chọn Rap Việt 2021, bắt đầu bình chọn quán quân Rap Việt 2021 và dự đoán số lượng bình chọn giống bạn. Đừng quên đăng ký ngay ví điện tử ZaloPay để nhận ưu đãi 1 triệu đồng và mua gói VIP chỉ với 19.000 đồng. Cổng bình chọn được mở vào 22 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Tham gia ngay Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.